Ngày 13 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hùng, 50 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Điều tra ban đầu, giai đoạn năm 2008 đến năm 2010, Hùng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Hua, căn cứ nhu cầu về đất ở của nhân dân trên địa bàn. Ông đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn duyệt mở rộng khu giãn dân cho 196 hộ tại Buôn Giang Phong, xã Y Hua, với tổng diện tích 30 hectare. Trong đó, có 97 hộ thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất ở và 99 hộ thuộc đối tượng nằm trong khu vực bị ngập lụt. Ngày 5 tháng 10 năm 2010, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn có quyết định phê duyệt và giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân xã Y Hua phối hợp với các phòng ban liên quan, triển khai giao đất cho nhân dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên quá trình thực hiện, từ năm 2010 đến năm 2012, Hùng đã thành lập hội đồng 147, tổ chức phân lô, bốc thăm và giao đất cho 129 hộ dân nằm ngoài danh sách, theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt. Trong đó, có nhiều hộ được nhận đất là cán bộ công chức viên chức và có trường hợp là người nhà của Hùng. Theo thời điểm định giá năm 2010, Hùng đã gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Tối ngày 13 tháng 11, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Phạm Cao Trí, sinh năm 1984, ngụ quận 8, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Tại cơ quan công an, Trí khai trước khi gây tai nạn liên hoàn, Trí có sử dụng bia. Sau khi ăn nhậu xong, Trí lấy xe ô tô của mình chở các bạn ra đường để đón xe về. Khi Trí lái xe trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng về ngã ba Mỹ Thành, thành phố Thủ Đức, thì thấy phía trước có xe máy và ô tô lưu thông hướng ngược lại, nên đạp phanh giảm tốc độ. Do say nên Trí không làm chủ bản thân, không làm chủ tay lái, đạp nhầm chân ga và mất kiểm soát. Xe ô tô của Trí va chạm mạnh vào hông bên trái một xe ô tô lưu thông ngược chiều, lao qua làn đường trái, tông tiếp vào đầu một xe ô tô khác. Sau đó tông vào hai xe máy đang lưu thông ngược chiều, tông tiếp xe máy đang đậu trên vỉa hè, rồi tông sập tường nhà dân thì mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến cho ba người phụ nữ bị thương. Ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người nữ, sinh năm 2005 do vết thương quá nặng đã tử vong. Qua kiểm tra, Trí có nồng độ cồn là 188,8mg trên 100ml máu và âm tính với chất ma túy. Quá trình di chuyển, Trí lái xe không đúng phần đường quy định dẫn tới vụ tai nạn nói trên. Ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, gọi tắt là công ty Angelina, ngụ quận 4, cùng 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền, giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia và công ty Hoàng Kim Land, tìm mua các thửa đất có diện tích lớn như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ. Sau khi thỏa thuận, Nhung cho ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tiếp đó, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa, không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án. Nhưng Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền, dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1:500, với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện nước và tự đặt tên dự án. Tiếp đó, cả hai tìm kiếm thông qua các tổ chức bất động sản cho quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Cơ quan điều tra xác định, Hiền và Nhung cùng đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà. Trong đó bán trụng 3 căn nhà cho khách, phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân,
chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 37 tháng tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh bị sốt mò. Bệnh nhi nhập viện vì thiếu máu nặng, gan to 4cm dưới hạ sườn phải và lách to độ 4. Các xét nghiệm tại cấp cứu cho thấy nhiễm khuẩn nặng, tổn thương phổi và tràn dịch màng phổi phải. Bệnh nhi sốt cao kéo dài, tổn thương gan và thận nặng, tiểu cầu giảm, tổn thương phổi với hội chứng nguy kịch hô hấp cấp do viêm lan tỏa hai phổi, tủy đồ có hình ảnh thực bào máu. Sau 2 ngày dùng kháng sinh, bé vẫn sốt cao kéo dài liên tục, qua thăm khám kỹ ghi nhận sang thương da ở ngực, phù hợp với sốt mò. Hiện sau 3 ngày điều trị, bé hết sốt, các chỉ số chức năng cơ quan cải thiện dần, được rút nội khí quản và xuất viện sau 10 ngày điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, trưởng khoa hồi sức nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là ca bệnh sốt mò đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và là ca đầu tiên ở trẻ em được chẩn đoán ở miền Nam. Diễn tiến rất nặng và nguy kịch với các biến chứng có thể tử vong như rối loạn tri giác, viêm phổi suy hô hấp, tán huyết và đông máu nội mạch lan tỏa, cũng như là hội chứng thực bào máu rất hiếm gặp trong bệnh sốt mò. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên khuyến cáo, nếu bị các nốt đốt lạ và sốt cao, không rõ nguyên nhân, cần kiểm tra kỹ tất cả bề mặt da trên cơ thể, tìm các vết đốt, sau đó cần đưa đến các cơ sở y tế sớm để được các bác sĩ khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Lúc 16 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 11, tàu Hoàng Sa 126 đã cập cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và bàn giao hai thuyền viên vừa được cứu sống trên biển cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Qua kiểm tra y tế, cả hai thuyền viên gồm ông Lê Văn A, sinh năm 1988, trú xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, và ông Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1984, trú tại phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, sức khỏe ổn định. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 11, trực ban tác chiến bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 2 về việc, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, một tàu cá khi đang lai dắt theo hai xà lan nhỏ thì bị hỏng máy và đứt dây neo cách bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 6,3 hải lý, dẫn đến trôi giạt hai xà lan trên. Trên xà lan có hai thuyền viên có mặc áo phao, bị mất tích và chủ tàu đã phát tín hiệu xin hỗ trợ tìm kiếm. Ngày 13 tháng 11, mưa lớn kèm theo trận lốc xoáy mạnh bất ngờ quét qua địa bàn thôn Phù Ích và thôn Bắc Kinh, thuộc xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, làm tốc mái nhiều nhà dân cùng công trình, cây xanh bị bật gốc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ích Hậu, bước đầu có 17 nhà dân bị tốc mái hư hỏng. Ngay sau lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà nhanh chóng huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chức năng và bà con nhân dân đến triển khai giúp các hộ dân khắc phục hậu quả. Khoảng 17 giờ cùng ngày, những hư hỏng ban đầu tạm thời được khắc phục, các hộ dân đã trở lại sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Trung tá Võ Tá Thuận, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà cho biết, trước mắt, đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhẹ, đơn vị đã tham mưu cho bà con mua bạt để các lực lượng gia cố tạm thời, sau khi mưa gió giảm, sẽ tiếp tục hoàn thiện giúp bà con.